bị chạy là tôi cứ chạy. Tôi chạy tới cái chỗ mà địa điểm mà ở trên đó nó bị màn hình lên đó là kiếm ai á. Ví dụ như bà năm bà bảy gì đó. Tôi phải vô cái đó, vô kiếm được bà năm với bà bảy. Từ đó rồi theo cái chỉ thị của Hương rồi chạy về theo kìa. Bây giờ tiền nó đang nghỉ nè. Đó. Bà năm bà bảy là mình hỏi hàng đúng rồi, bà con chỉ cho tôi. Nhận nhiệm vụ rồi tôi coi tôi bán phụ hay là tôi làm gì hoặc là tôi xin tiền hay là gì đó. Chị lo chị chạy nửa chừng chị mệt chị không chạy nữa. Còn chị giúp nó thôi. Còn chị Hương giúp chị là chị Hương chị gọi cho chị. Nãy giờ nó nói gì là mình đi qua đây hết rồi. Ăn luôn. Phải ăn. Phải ăn để lấy sức. Cơ hội đổi đời cho bà con. Cái anh không chỉ vậy á. Chạy lắm biển.